Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Việt Nam Nhật Bản diễn ra ngày 12 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động nhằm giới thiệu đa dạng các lĩnh vực văn hóa Nhật Bản từ truyền thống đến hiện đại, trong đó có trình diễn cosplay đã thực sự khiến giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh bị mê hoặc. Cosplay được viết tắt từ hai chữ costume nghĩa là trang phục và play là đóng vai. Đây được xem như là một nét văn hóa đặc trưng trong giới trẻ Nhật Bản. Khi tham gia cosplay, người chơi sẽ hóa thân thành nhân vật trong thế giới truyện tranh, thế giới game hoặc những thần tượng âm nhạc mà họ yêu thích. Mặc dù mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhưng cosplay đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ tham gia. Với các bạn, cosplay không chỉ thể hiện style ăn mặc độc đáo, mà nó còn thể hiện tính cách nổi trội của riêng mình. À, em mới tham gia với hoạt động này thì em làm được thế nào? Cảm thấy là vui, em thích này lâu rồi mà em chưa có quen được ai, bởi vì năm nay là lần đầu tiên em chơi. Thường thì mọi người không đánh giá tốt các nhóm cosplay, nhưng mà thật ra là đó là cũng một hình thức giải trí lành mạnh, giống như là diễn kịch hay đóng phim thôi. Thì mọi người bạn bè tham gia chơi với nhau, mặc trang phục, được hóa thân thành nhân vật mình yêu thích thì cảm thấy rất là vui. Tại buổi trình diễn cosplay trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày hội Việt Nam Nhật Bản, các bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp thưởng thức những điệu múa rất ấn tượng như múa Nana 2008 theo phong cách Osakoi Koichi. Đây là một loại hình nghệ thuật hiện đại, đặc trưng của Nhật Bản, xuất phát từ một điệu múa truyền thống về mùa hè của Nhật. Hay những màn biểu diễn nghệ thuật chơi Jojo, một trong những trò chơi thịnh hành nhất tại Nhật Bản, cũng được các bạn trẻ nhiệt tình tham gia. Điểm nhấn tại chương trình biểu diễn cosplay lần này phải kể đến đó chính là màn trình diễn trang phục của các bạn cosplayer hóa trang thành các nhân vật trong truyện tranh và game quen thuộc nổi tiếng của Nhật Bản. Mặc dù buổi trình diễn cosplay chỉ diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ, nhưng hàng trăm bạn trẻ có mặt tại buổi lễ đã cho biết họ thực sự cảm thấy vui vì được nhìn tận mắt những nhân vật truyện tranh mà họ yêu mến, được cùng khóc, cùng cười, cùng tâm trạng với các cosplayer tại buổi biểu diễn.